cái gọi là biểu tình trên không gian mạng là hình thức kêu gọi thay đổi biểu tượng trên trang mạng cá nhân. Đặt hashtag, đồng loạt nhấn like hay ký tên qua mạng để ủng hộ một nội dung chống đối được soạn sẵn. Làm sao để tất cả các tài khoản của người dùng mạng xã hội như đang khoác áo đồng phục để cùng tham gia một phong trào. Chiêu bài này được các tổ chức phản động liên tục sử dụng trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp vừa qua cũng như thời gian dịch bệnh gần đây. Trong đợt dịch Covid vừa qua thì mình đã thấy rất là nhiều bài viết với hashtag lại như là về quê hay di tản để kêu gọi mọi người đi ngược lại với những quy định chống dịch của nhà nước, chính quyền. Hay là trước đó trong thời gian bầu cử mình cũng đã thấy xuất hiện các bài viết có hashtag nhằm kêu gọi người dân không đi bỏ phiếu như là không biết không bầu hay là đảng cử dân bầu. Mình thấy những hashtag này xuất hiện trên cả các trang Facebook cá nhân hay là tài khoản Facebook mình có tương tác hoặc là không tương tác. Gần như là các bài đăng với nội dung giống hết nhau mà thường là những thông tin không chính xác. Với mình thì mình thấy việc này rất là nguy hiểm, bởi vì việc phát tán những thông tin không đúng lên trên mạng xã hội thì đồng nghĩa với việc đánh tráo bản chất hay là bóp méo sự thật. Đấy, những người mà biểu tình tham gia cái biểu tình trực tuyến thì đã sử dụng các từ khóa hay gọi là hashtag này, bằng nhiều cái thứ tiếng để gắn kèm vào các bài đăng đấy. Đồng thời là những cái cũng đính kèm các cái hình ảnh mang cái tính biểu tượng của cái sự phản kháng, và đặc biệt là chúng nhắm vào các cái giới trẻ, các tầng lớp sinh viên, học sinh đấy. Từ đó là biến các cái tầng lớp này để trở thành các cái công cụ để thực hiện các cái mưu đồ chính trị của chúng. Phương thức trực tuyến này đã lôi kéo hàng trăm lượt người tham gia hội luận theo các chủ đề được đưa ra. Người dùng thoải mái bình luận, bày tỏ quan điểm cá nhân của mình nhưng thiếu đi sự kiểm chứng thông tin. Một số người còn tiếp sức trực tuyến cho các cuộc biểu tình bằng cách gắn thẻ bạn bè của họ vào những bài đăng ủng hộ. Phần lớn trong số này là những tài khoản ảo, được lập ra để có thể ẩn danh dễ dàng trên không gian mạng, khó có thể truy cứu trách nhiệm. Bây giờ đâu nhất thiết bạn cứ phải xuất đầu lộ diện, bạn cứ phải mang băng rôn khẩu hiệu thì bạn mới có thể tham gia được. Bạn có thể phá hoại các nền tảng internet của quốc gia, bạn có thể phá hoại những cái thông điệp, những cái chính sách của quốc gia, bạn có thể đưa ra những cái tin đồn để tác động đến hành vi của người dân. Còn cái biểu tình online nó có một cái điều là như thế này, nó tự phát ở trên internet hoặc là trên mạng xã hội, và nó không bị một cái quy chế nào cả. Cho tới thời điểm này, thậm chí là ở các nước phương Tây cũng chưa có những cái điều luật rõ ràng để các hoạt động biểu tình online. Bên cạnh việc kích động giới trẻ tham gia cái gọi là biểu tình online, điều đặc biệt nguy hiểm còn ở chỗ, thông qua ghi danh, ký tên, thay đổi biểu tượng, các thế lực thù địch sẽ thu thập thông tin cá nhân, sau đó tiếp tục mua chuộc, kích động, biến người trẻ trở thành công cụ để thực hiện mưu đồ bất chính. Mục tiêu lâu dài là tập hợp lực lượng để tổ chức các phong trào làm suy yếu, lật đổ chính quyền trong tương lai.